Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhơ La Cà. Hôm nay thì những ngày vừa rồi thì thời tiết Đà Lạt khá đẹp quý vị. Tuy nhiên thì lâu lâu cũng sẽ có những cơn mưa về buổi chiều. Có những hôm thì thời tiết cả ngày không có mưa, có hôm thì sáng nắng chiều mưa. Thời tiết như vậy là khá là đẹp để mà đi tham quan du lịch và nhân tiện. Thì thời tiết đẹp như này thì cũng đang bước vào mùa hồng nữa quý vị. Bây giờ thì đang bước vào mùa hồng, hồng chín. Thì hồng ở Đà Lạt thì có hồng giòn và hồng mềm, rồi một số các loại hồng khác nữa. Thì hôm nay thời tiết đẹp cho nên Nhơ La Cà mời quý vị cùng đồng hành với Nhơ La Cà đi xuống uống cà phê ở dưới một con hẻm ở dưới đèo Pen quý vị. Thì chúng ta sẽ đi qua đường Triệu Việt Vương, rồi đi vào phía Thiền Viện Trúc Lâm, rồi đi qua Trúc Lâm Yên Tử, đi vào con hẻm 63. Ở trong đó có những quán cà phê rất là đẹp, rất là chill. Không chỉ là mùa hồng đến thì mấy quán cà phê đó mới chill, mới đẹp, mà bình thường mấy cái quán đó cũng có cái view, rồi có những cái không gian nó rất là chill, rất là dễ thương, rất là gần gũi với thiên nhiên. Cho nên hôm nay Nhơ La Cà mời quý vị cùng đồng hành với Nhơ La Cà. Trước mắt chúng ta đó là con đường Trần Phú quý vị. Điểm giao nhau giữa đường Trần Phú, đường Nhà Chung, ở trong đó có nhiều trường học lắm, cho nên buổi sáng sớm là hay xảy ra tình trạng là kẹt xe. Rồi trước mắt là nhà thờ Con Gà, rồi đi xuống con dốc Lê Đại Hành hướng về phía chợ Đà Lạt, đập cầu Ông Đảo quý vị. Thời tiết đẹp nên Nhơ La Cà muốn gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào một buổi sáng sớm. Mùa này thì cũng có nhiều du khách ra đến thành phố Đà Lạt quý vị, không chỉ là tuy nhiên là nó chúng ta thấy không có đông thôi, vì bây giờ thì cũng là thấp điểm của du lịch rồi, cho nên là du khách đến lác đác và đông hơn một chút vào dịp cuối tuần. Hôm qua thì Nhơ La Cà cũng có đăng một cái video mà Nhơ La Cà đi hái dâu đó quý vị, thì cũng giới thiệu một cái vườn dâu mà giá rẻ, nói chung là có lợi cho du khách, thì Nhơ La Cà cũng sẽ giới thiệu để cho quý vị đến đó để hái dâu. Mùa này thì dâu chưa có nhiều, tuy nhiên thì cũng có dâu để hái quý vị ha. Trước mắt chúng ta đó là đập cầu Ông Đạo. Bây giờ thì tiếp tới là bây giờ là mùa hồng, bắt đầu là lá hồng rụng thì phơi ra những cái trái hồng rất là đẹp, cho nên bây giờ những quán cà phê tận dụng những cái không gian đó để mà làm nên những cái không gian để cho du khách check in chụp ảnh. Tối hôm qua thì chiều hôm qua thì trời có mưa, cho nên là sáng hôm nay thì đường vẫn còn ẩm ướt quý vị. Thì sáng hôm nay nếu mà quý vị nào mà đến thành phố Đà Lạt hay là những bạn nào mà thích săn mây thì sáng hôm nay thì đi săn mây tuyệt đẹp luôn. Hôm qua mưa cho nên là sáng nay mây nè, rồi cũng như là ở khu vực Xuân Thọ Cầu Đất mây ngập luôn quý vị. Cho nên là nếu mà chúng ta dậy sớm thì chúng ta sẽ săn được những cảnh săn mây, chụp ảnh rất là đẹp. Đà Lạt thì ngày nay mây thì không có nhiều như trước đây quý vị, sương mây không có nhiều như trước đây, cho nên là tùy những cái thời điểm để mà chúng ta set up được, chúng ta dậy sớm được, hoặc là chúng ta coi trên các app á, để chúng ta biết được là hôm đó có sương có mây đẹp để mà chúng ta đi chụp ảnh. Đây là con dốc rất là quen thuộc, dốc Lê Đại Hành. Đối với mỗi người dân thành phố Đà Lạt thì lúc nào cũng đi ngang qua con dốc này quý vị, và đặc biệt là khách du lịch thì cũng không thể nào mà không biết đến con dốc Lê Đại Hành, với lưng chừng là những quán cà phê hướng lên phía trên khu Hòa Bình, rồi hướng xuống cầu thang Mộng Đen, chợ Đà Lạt. Cuộc sống những cái ngày vừa rồi như này sau lễ quý vị, thì Nhơ La Cà đi ra phố thì thấy là cuộc sống nó khá là yên bình luôn quý vị. Con người Đà Lạt hiền hòa, đi lui đi tới rất là nhẹ nhàng, không có một cái gì gọi là xô bồ quý vị. Cuộc sống khá nhẹ nhàng, và đi ra mà đi ra ngoài đường gặp người này người kia, chào hỏi cười nói. Nhơ La Cà thì bạn bè cũng như là mọi người, người thân gia đình cũng ở đây nhiều quý vị, đi ra đường thì gặp rất là nhiều, và đặc biệt ngày nay khi mà Nhơ La Cà làm YouTube thì xuất hiện trên YouTube rất là nhiều, cho nên là bà con cũng biết mỗi lần là tới là đi ngang qua là mọi người đều nhận ra.
Và bây giờ thì Như Lê Cà đang hướng vào con hẻm 63 ở đèo Pren quý vị. Thì con hẻm này thì hôm qua mưa cho nên là đường và còn ẩm ướt và có dơ dơ quý vị. Tuy nhiên là đường này thì ô tô vẫn vào được. Vào trong đó có rất là nhiều các cái homestay, villa rồi những quán cà phê. Nên là hôm nay đi xe máy thì đường hơi dơ một tí. Tuy nhiên những cái quán cà phê như thế này á, những cái điểm trong này có nhiều quán, rồi nhiều villa, nhiều chỗ bungalow rồi á, rồi có chỗ là biểu diễn cái sân khấu của Mây Lang Thang nữa. Nên là trong khu vực này nhìn cái con hẻm này thôi chứ mà vô trong á, thì rất là đa dạng các cái dịch vụ để phục vụ cho du khách. Và đi trong con đường này thì chúng ta được ngắm nhìn những rừng thông ở bên cạnh con đèo Pren. Đèo Pren thì hiện nay thì chúng ta thấy là đèo Pren hiện nay thì đang nâng cấp thi công. Hôm trước Như Lê Cà cũng có gửi tới quý vị một cái video về đèo Pren. Vào khu vực này thì có rất là nhiều những cái bảng chỉ dẫn hướng chúng ta tới những cái quán cà phê, những cái quán ăn, rồi những bungalow, những cái căn villa, homestay, vân vân. Thì hồng hiện nay thì còn lá nhiều, bây giờ là thời điểm đầu mùa hồng quý vị, cho nên là trái có trái chín, có trái vàng vàng và còn có trái xanh. Bây giờ Như Lê Cà sẽ vào giới thiệu cho quý vị, hôm nay sẽ giới thiệu quý vị ba quán cà phê ở trong khu vực này luôn. Chúng ta thấy là những trái hồng đang chín vàng vàng ở trên quý vị. Sắp tới đây thì người ta sẽ hái và làm hồng treo gió cũng như là phơi làm những loại hồng sấy khô đó quý vị. Rất là nhiều loại. Hồng năm nay thì cũng được giá đó quý vị. Nếu mà quý vị mà đến Đà Lạt du lịch thì chúng ta không biết là hồng, nếu mà quý vị mua ở ngoài chợ và các cái shop ở trên đường đi thì giá dao động từ 25 cho tới 30.000 đồng một ký. Hồng tươi đó quý vị, người ta đóng một cái bịch đó khoảng 5 ký. 5 ký là 5 x 15 là khoảng 150-140.000 một bịch đó quý vị, 5 ký. Chúng ta đem về và để ăn nhân dân. Hồng giòn thì nó chín từ từ và chúng ta bảo quản được lâu. Còn nếu mà chúng ta mua tại vườn thì giá khoảng 20.000 đồng một ký. Và có những nơi thì người ta cho mình vào để hái hồng luôn. Thì đây là một quán cà phê đầu tiên mà Như Lê Cà muốn giới thiệu đến quý vị, đó là vườn nhiệt đới. Thì đi vào con hẻm này là chúng ta bắt gặp rồi, nó nằm ở ngay mặt tiền hẻm luôn. Đó là khu rừng nhiệt đới. Không gian những cái quán cà phê ở đây thì nó khá là đơn giản, chủ yếu là không gian chiêu chiêu, có một cái view để cho du khách nhìn ngắm. Từ ngay quán cà phê này thì chúng ta sẽ hướng mắt ra phía đèo Mimosa cũng như là rừng thông ở trong khu vực này. Như Lê Cà sẽ quay sơ một số phân đoạn ở trong quán cà phê này để giới thiệu đến quý vị. Sau đó sẽ đi vào trong phía vườn hồng, những cái điểm mà du khách check in nhiều đó quý vị. Đây người ta sẽ hái bớt lá đi để lộ ra những trái hồng đó quý vị. Và sau này thì hồng nó sẽ chín vàng, chín đỏ lên để chụp những cái bức ảnh rất là đẹp. Cho nên sắp tới quý vị đến Đà Lạt du lịch hay có những ai có được cái lịch trình du lịch Đà Lạt vào những cái thời điểm mà tháng 9, tháng 10 thì quý vị ghé những cái quán cà phê mà Như Lê Cà giới thiệu đây. Hoặc là ngoài những cái quán cà phê này còn cũng còn một số quán cà phê nữa Như Lê Cà chưa có đi hết. Thì hôm nào đó rảnh thì Như Lê Cà sẽ tiếp tục giới thiệu những cái quán cà phê khác. Hôm nay thì tiện thể đi vào trong con hẻm 63 ngay đèo Pren. Thì Như Lê Cà giới thiệu ba quán cà phê ở trong khu vực này. Quán nào cũng có cây hồng hết á, quán nào cũng có một cái vườn hồng ít hay nhiều thôi. Nhiều nhất thì rừng nhiệt đới này. Đây là quán đầu tiên Như Lê Cà cai quay và cũng là nhiều hồng nhất.
Ở đây thì một khu vườn rộng và người ta có làm thêm những cái căn homestay nằm ở trong cái vườn hồng này nè để cho du khách ở, rồi có tạo ra những cái lối đi, rồi tạo ra những cái khung cảnh, những cái quán, những cái tiệm bánh nhỏ nhỏ trong cái khu vực vườn quý vị, để làm cái điểm nhấn cho du khách đến tham quan và chụp ảnh. Thì khu vườn này khá là rộng với khoảng 7-8 ngàn mét vuông, cho nên là khu vườn này rất rộng luôn. Chúng ta có thể đi tham quan từ đầu vườn cho tới cuối vườn, có chỗ nào đẹp, có chỗ nào người ta dựng lên những cái tiểu cảnh đẹp, vị trí đẹp để cho chúng ta có thể đứng vào trong khu vực đó để mà chụp ảnh. Phía sau thì cũng có một cái ngôi nhà kiểu Bắc Âu đó quý vị, thì người ta nuôi những con thú ở trong đó. Đà Lạt thì cũng có rất là nhiều cái loại đặc sản mà về rau màu, củ quả, trái cây quý vị ha. Hôm qua thì giới thiệu về dâu tây, thì phúc bồn tử và một số loại trái cây khác. Hôm nay thì chúng ta có một mùa hồng đang bước vào vụ chín. Và quý vị mà đi vào tháng 11 thì chúng ta giao mùa giữa một mùa hồng với lại mùa hoa dã quỳ quý vị. Đây thì có những cái căn homestay nhỏ nhỏ, rồi bên cạnh một cái vườn hồng tuyệt đẹp. Ở trong đây thì không gian nó lãng mạn và quá là tuyệt vời, hòa mình vào thiên nhiên. Quán này nhiều hồng cho nên Nhân Lạc Cà sẽ quay chi tiết các cái khu vực để cho quý vị xem, và giống như là quý vị cùng đồng hành cùng với Nhân Lạc Cà, cùng đi uống cà phê, cùng đi ngắm cảnh, cùng đi ngắm vườn hồng ở nơi đây. Đây là những cái loại hồng mềm quý vị, khi mà chín thì hồng sẽ nứt và mềm ra, ăn ngọt ngọt và có một cái vị thanh thanh ở trong cổ hồng. Khi mà ăn xong rồi thì sẽ có một cái vị dẫn dẫn đắng đắng ở trong cuốn hồng, rất là dễ chịu. Còn hồng giòn thì cũng có một cái vị ngọt và chát chát một tí. Hồng giòn thì không có ngọt bằng hồng mềm. Hồng giòn thì người ta dùng để làm hồng treo gió đó quý vị.
khoảng tầm 5-3 hôm nữa thôi thì vườn hồng này sẽ chín nhiều hơn, và khi đó chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ chụp ảnh nó đẹp hơn nhiều. Hôm nay thì Nhơ La Cà giới thiệu đến quý vị một không gian về quán cà phê rừng nhiệt đới, cũng như là một cái khu vườn hồng ở phía sau. Và sau khi rời quán cà phê này thì Nhơ La Cà tiếp tục giới thiệu đến quý vị thêm hai quán cà phê nữa ở trong khu vực này luôn. Và điểm Nhơ La Cà muốn hướng tới đó là đợi một người. Thì quán cà phê hay là homestay này thì quá là nổi tiếng ở trên mạng xã hội rồi. Ở đây thì có homestay nè, có những cái căn villa ở phía trong á. Và đặc biệt là nổi bật lên đó là khu vực quán cà phê check-in. Thì chúng ta sẽ dựng xe máy ở đây. Nếu ở xe ô tô thì chúng ta đậu ở trên đường. Đường này thì xe ô tô vào được nha quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta đi vào thì đậu xe ô tô, có những cái bãi đậu xe ô tô phía trên. Chúng ta đi bộ xuống khoảng 100m sẽ tới quán cà phê. Tiệm cà phê đợi một người thì ngoài cà phê, nước uống, còn có bánh ngọt. Rồi có những cái không gian check-in chụp hình rất là ảo diệu luôn. Bây giờ Nhơ La Cà sẽ vào quay để gửi tới quý vị những cái hình ảnh tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi với Nhơ La Cà nhé. Ở ngay không gian này là nơi mà chúng ta order nước, rồi mua bánh ngọt để ăn, vân vân. Còn ngay cái bàn này thì ngoài việc ngồi uống cà phê cũng là một cái điểm mà chụp hình rất đẹp. Có một cái view phóng xa tầm mắt về phía đèo Mimosa. Không gian những cái quán cà phê ở Đà Lạt thì khác với những thành phố lớn. Những thành phố lớn thì những quán cà phê sân vườn nằm ở trong phố. Nhưng ở Đà Lạt thì những cái quán cà phê mà nổi bật, nổi tiếng thì thường nằm ở vùng ven của thành phố Đà Lạt. Có những cái view về rừng thông, rồi view hòa mình vào thiên nhiên. Và đặc biệt là tạo những cái điểm nhấn, đó là những cái khu vực để check-in, chụp ảnh. Những quán cà phê như này thì có cái không gian hết sức là rộng rãi luôn quý vị. Có diện tích lên tới 5.000 mét vuông cho trở lên không à. Nó rất là rộng, giống như khu đợi một người này. Thì từ ngoài đường mà chúng ta vào trong khu vực này cho tới những cái vườn hoa, hồ nước, rồi những cái homestay. Thì cái không gian của khu vườn cũng như là tiệm cà phê này nó rộng lên tới Nhơ La Cà nghĩ thì cũng khoảng 1 hectare. Ở đây thì người ta trồng thêm hoa cúc, hoa bướm, vân vân, tạo những cái lối đi. Thì mỗi mùa thì người ta sẽ trồng mỗi cái loại hoa khác nhau, thay đổi liên tục để tạo cái cảnh nó bắt mắt, cũng như là không có nhàm chán đối với du khách. Khi mà du khách tới mùa này thì có mỗi loại hoa đặc trưng khác nhau. Nói chung là cũng chăm chút, cũng đầu tư lắm. Trong không gian quán cà phê này thì cũng có nhiều cây hồng, tuy nhiên thì trái không có nhiều bằng cái bên rừng nhiệt đới.
Và phía dưới này thì cũng có thêm một vườn hoa buông với rất là nhiều những luống hoa, rồi có những cầu thang, những cái đường cong hàng rào tạo nên những cái khung cảnh để mà chúng ta chụp hình sống ảo hết sức là đẹp. Phía xa xa kia còn có hồ nước với những cái không gian đẹp ở bên dưới nữa, như là cả sẽ xuống đó quay luôn. Đà Lạt được coi như là thành phố kỳ hoa dị thảo, cho nên trồng cái hoa gì, cây gì cũng đẹp hết vậy, ra hoa kết trái sum suê. Khí hậu Đà Lạt cũng mát mẻ trong lành nữa quý vị. So với các tỉnh khác ở khu vực phía Nam này thì Đà Lạt là một trong những cái thành phố mà có không khí cũng như là cái nhiệt độ của thời tiết nói chung khá là đẹp. Đặc biệt vào mùa đông rất nhiều du khách đến Đà Lạt để nghỉ đông, để đón Giáng sinh, để đón Tết Tây đó quý vị. Rất là nhiều người rất thích cái khí hậu mùa đông ở Đà Lạt. Thì nhiệt độ nhiều hôm xuống tới 9-10 độ C, và thậm chí là có những thời điểm thấp hơn nữa. Cho nên là một cái không khí mà đón Giáng sinh thì quá tuyệt vời rồi. Và song song với cái không khí lạnh đó thì cũng lúc là hoa mai đào nở quý vị. Cho nên là một cái thời điểm mà người ta tới Đà Lạt để nhìn ngắm, để chụp ảnh hoa mai đào. Một khu vườn hết sức là rộng luôn quý vị, chúng ta đứng check in đủ chỗ luôn, và có một cái tấm hình cho có một cái tấm gương để cho chúng ta tự sướng. Nhưng là cả cũng tranh thủ tự sướng xem thế nào. Và tiếp theo đó là tiệm cà phê Nhà của Tom, một trong những tiệm cà phê cũng có những cây hồng, cũng có những cái vị trí ngắm cảnh, cũng có những cái view cũng chiêu chiêu dễ thương, một cái căn nhà cũng kiểu cổ đó vậy. Là một quán cà phê nằm ở trong hẻm 63 phía đèo Pren, từ hướng thác La Tăng La đi vào khoảng tầm 500m. Như vậy là hôm nay Nhân Lạc đã giới thiệu tổ hợp 3 quán cà phê đẹp ở trong hẻm 63 này. Ngoài ra trong hẻm 63 này thì cũng còn một địa điểm khá là hot, đó là vườn nho thân gỗ quý vị, vườn nho thân gỗ. Tuy nhiên thì tới tháng 11 mới có trái nhiều, cho nên là hôm nay Nhân Lạc không ghé quay. Nhân Lạc rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ tinh thần Nhân Lạc nhé. Còn bây giờ, Nhân Lạc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.